Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06 của thành phố có chuyển biến tích cực, thực chất, hiệu quả, được Trung ương và người dân, doanh nghiệp ủng hộ và ghi nhận. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp với phương châm hành động, một mục tiêu, ba nguyên tắc, sáu phấn đấu, theo tinh thần, tầm nhìn mới, tư duy mới, toàn cầu, tư duy thủ đô, hành động Hà Nội. Các địa phương, đơn vị cần thống nhất nhận thức về vị trí và vai trò của cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06, theo phương châm, văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, hiệu quả đo lường bằng sự hài lòng của người dân, kiên quyết xử lý và thay thế ngay các trường hợp vi phạm, không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, không có tinh thần, thái độ, tâm thế phục vụ.